Sám Phật, xin nguyện vì hết thảy chúng sinh trong mười phương đã chịu khổ, đang chịu khổ hoặc sẽ chịu khổ, mà giúp họ quy y thế gian đại từ bi phụ. Giải thích, khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật, thì hãy âm thầm quy y tam bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán, thì nên niệm như thế này: nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy, dù đã chết, chưa chết hay chờ chết, và những loài đang bị giết hại, xin hãy nghe theo tôi khởi một niệm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đọc 3 lần. Tiếp đến hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật vài lần, tụng thêm chú vãng sinh từ 1 đến 3 biến, nhiều hơn càng tốt. Như vậy sẽ có vô lượng chúng sinh quỳ tại hư không nghe thọ tam quy, niệm Phật theo bạn. Sau khi chúng chết rồi được vãng sinh thiện đạo, do nhờ phát khởi một niệm lành này. Phải biết trong pháp giới, tất cả do tâm tạo. Phải hiểu công đức bái sám phi thường lớn, cần dùng lực công đức này hồi hướng cho những chúng sinh đang thọ khổ, giúp chúng quy y Phật, Pháp, Tăng, khiến cho được lợi. Khi giúp chúng sinh thọ ích, tất nhiên bản thân cũng thọ ích, đồng thời phẩm vị cảnh giới cũng được thăng cao. Dương cư sĩ. Trong câu chuyện con lừa đầu thai làm cháu đến đòi nợ hai vợ chồng là ông Dương và bà Trương. Sau khi hai vợ chồng này học Phật rồi, ngày ngày thấm nhuần Phật Pháp, hoan hỷ tu hành, thì thằng cháu nội đó nhờ bọn họ biết tu mà sớm chuyển ác duyên thành thiện duyên. Từ cảnh vốn là đứa cháu ngỗ nghịch, nó biến thành ngoan hiền, hiếu thuận, tới nỗi có lần ông bài tiết khó khăn, thằng cháu đã kiên quyết khom lưng quỳ xuống để hỗ trợ cho ông suốt nửa tiếng. Nó còn tự học các món chay, thỉnh thoảng nấu dâng cho ông bà dùng. Tháng 7 năm 2007, Dương Pháp Hữu ly trần, hưởng thọ 83 tuổi. Khi tôi tiến đến đặt hoa tươi lên thi thể ông cúi chào vĩnh biệt, thì nước mắt bỗng tuôn không cầm được. Xem như từ nay về sau, tôi không còn thấy người bạn già từ thiện hiền lương, chí đồng hợp đạo này nữa rồi. Đang bùi ngùi, thì tôi bỗng nhìn thấy ông Dương xuất hiện trên không. Ông đang quỳ trong một hoa sen to lớn, hướng về tượng Tây Phương Tam Thánh đảnh lễ. Giữa tiếng Phật nhạc ngân gian hòa cùng âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật đang niệm liên tục không ngừng vang vọng vào lỗ tai tôi. Vì lúc đó nghi lễ cáo biệt đang tiến hành. Cảnh mình vừa thấy khiến tôi phấn chấn, nhưng tôi chỉ có thể chia sẻ niềm vui này bằng cách nói nhỏ vào tai nữ Pháp Hữu Quả Năng: chàng ơi, Dương lão đã qua khai kiến Phật, ngự ở vị thượng phẩm hạ sinh rồi. Tính ra thời gian ông Dương học Phật chỉ có 7 năm, nhưng nhờ có thiện căn sâu dày, vừa quen biết chúng tôi thì ông lập tức phát tâm, nghiêm trì giới luật, thệ dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, ở trước mặt tôi chân thành phát lộ những lỗi lầm sát, đạo, dâm, vọng đã tạo trong quá khứ, thực lòng ăn năn sám hối. Bởi vì đúng ra ông sắp bị mổ tim, nhưng giờ tu tập theo Phật mà được miễn trừ, nên càng tăng thêm tín tâm tu học kiên định. 6 năm sau, ông cùng vợ là bà Trương đồng phát tâm bồ đề, chuyển gia vi tự, biến nhà thành đạo tràng, siêng tu tinh tấn không lười. Họ thường phản tỉnh, luôn kiểm điểm sám hối mọi lỗi lầm từ thân khẩu ý mình đã phạm qua, một lòng cầu thoát ly tam giới, vãng sinh tịnh độ. Hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng và tối, cả hai cùng đi công viên tản bộ. Họ đồng niệm Phật, dùng máy đếm, tự định khóa trình thế này:
Trên đường đến công viên thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm ngàn tiếng. Tại công viên vừa vận động vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngàn tiếng. Còn trên đường quay về nhà thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ngàn tiếng. Về tới nhà, ăn sáng xong thì họ nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi bắt đầu tụng khóa sáng. Hai người mặc áo tràng, kẻ cầm khánh đi trước, người cầm quyển kinh đi sau. Họ tụng niệm nhiễu Phật từ 2 đến 3 vòng quanh sảnh phòng. Chừng một tiếng thì xong khóa công phu sáng. Lúc chuông điểm công tác thì hai người bắt đầu học kinh và nghiên cứu. Có lúc vì một câu pháp mà xảy ra tranh luận. Nếu không ai phục ai thì đánh dấu số trang ghi trên bàn, đợi gặp tôi nhờ giải dùm. Nếu tôi tán thành quan điểm của ông thì ông hoan hỷ mỉm cười, bà cũng vui vẻ khen và lập tức học tập theo. Nếu tôi khen bà đúng thì bà mừng vui, nghiêng đầu vỗ tay, mặt mày hớn hở tươi tắn, nhìn hồn nhiên khả ái như trẻ thơ. Mỗi khi thấy bà biểu lộ tính dịu hiền nhẫn nhịn giỏi, tôi thường tự xấu hổ thầm, vì tính tôi vốn rất nóng. Cho dù đã lưu tâm sửa nhiều, nhưng so với bà Trương thì tôi vẫn còn thua xa như trời với vực. Trước mùa xuân năm 2000, tôi đến thăm ông Dương. Mới vừa ngồi xuống thì bà Trương hướng tôi kể lễ và sám hối. Tôi tình cờ thấy trên đỉnh cửa sổ có một điểm đen, nhìn kỹ là con ruồi. Bèn kêu chồng, ông ơi, mau cầm quạt tới đây. Ông hỏi, trời lạnh thấy mồ, bà còn đòi đem quạt tới làm chi? Trên tường có con ruồi kìa, hễ tôi mở cửa là ông cầm quạt xua nó bay ra nhen. Ông phê bình liền, nè, bà tu hành kiểu gì mà trời lạnh cắt da lại muốn đuổi con ruồi ra ngoài? Làm vậy chẳng phải là bà muốn nó bị chết cống hay sao? Bà nghe ông nói thì giật mình, biết là mình đã sai, vội thú nhận. Ôi chao, quả là tôi tu hành còn kém xa ông, vì không có chút từ tâm. Mô Phật, con xin sám hối, xin sám hối. Ông nè, chúng ta hãy cùng quy y cho con ruồi nhé. Thế là hai người chắp tay hướng về con ruồi quy y cho nó. Họ đồng niệm, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Xin chú nguyện cho ruồi đời sau được mang thân người, gặp Phật Pháp tu hành đắc đạo. 3 ngày sau, bà Trương thấy con ruồi vẫn còn ở tại chỗ cũ không động đậy. Bà lại kêu ông chồng, này ông mau cầm quạt tới đây. Đem quạt tới làm chi? Đã 3-4 ngày rồi mà con ruồi không nhúc nhích, mình quạt cho nó bay xuống ăn gì chứ? Nếu không thì nó chết đói làm sao? Khi họ dùng quạt đuổi con ruồi thì nó rơi ngay xuống đất. Hóa ra nó đã chết, thác sinh vào thiện đạo rồi. Từ lúc phát tâm học Phật, thệ ăn chay niệm Phật rồi, thì ông Dương không bị bệnh gì, ăn uống rất ngon miệng. Hồi chưa biết đạo, mỗi năm ông phải đi bệnh viện 1 đến 2 lần, bởi vì linh kiện toàn thân ông đều vướng bệnh. Nhưng cách đây 8 tháng, bao tử ông phát đau khó chịu. Các con bèn đưa cha đi kiểm tra, phát hiện bao tử ông có khối u. Sau khi uống thuốc trị ung bướu rồi, thì bạch huyết cầu hạ. Ông ngưng thuốc thấy có đỡ hơn nên quyết định không dùng thuốc nữa. Sau đó ông xuất viện về nhà, chỉ uống chút thuốc để duy trì. Lúc con gái ông Dương gọi điện thoại báo tin cho tôi thì tôi đang ở Thượng Hải. Tôi bảo cô hỏi xem cha mình có ăn qua thịt lừa hay không. Ông Dương lúc đó ở bên cạnh liền đáp, tôi chưa từng ăn qua. Tôi bảo, ông hãy chịu khó nhớ kỹ lại xem. Một lát sau, tôi nghe ông Dương kể, vào năm 1950, ông được phân công tác gần đơn vị có một tiệm bán thịt lừa. Lúc đó ông sống một mình cho nên thường mua ăn. Thế là tôi bảo ông Dương, trước đây ông phát bệnh toàn là do lừa đến quấy phá.
Sau khi ông học Phật ăn chay tụng kinh rồi, lừa cũng minh lý nên không còn theo báo ông nữa. Nhưng ông lại quên tuốt việc mình đã ăn thịt chúng, nên chẳng biết sám hối, cầu siêu cho chúng. Vì vậy mà chúng đang hành hạ, khiến ông sinh bệnh khó chịu. Một là để cảnh tỉnh ông, hai là muốn ông tụng kinh Địa Tạng để siêu độ cho chúng. Còn nữa, ông có các chiến hữu bị chết trận trong thời kỳ chiến tranh, cũng có một số người là bạn mới kết giao. Nhưng sau khi chết rồi, họ bị rơi vào ác đạo. Do biết ông tu hành tốt, nên đồng tìm tới muốn nhờ ông siêu độ cho họ thoát khổ. Ông hãy ráng nhớ ra tên của bọn họ, hoặc nếu đã quên thì chỉ cần nghĩ tới, đem công đức tu học Phật nhiều năm hồi hướng ban cho họ. Hãy vì họ phóng sinh, tụng nhiều kinh Địa Tạng cầu cho thì rất tốt. 9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình. Ông lộ vẻ hớn hở bảo: "Vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát." Rồi ông nhìn các con và nói: "Các con nhớ cùng mẹ chăm chỉ tu, niệm Phật kiên định tinh tấn nha. Nhớ phải luôn tỉnh giác đó." Nói rồi ông nhắm mắt. Mọi người đều cho là ông nhắm mắt nghỉ ngơi. Nào biết rằng ngay trong khoảnh khắc đó, lúc đầu ông quẹo sang phải là ông đã vãng sinh rồi. Khi bà Trương gọi điện báo tin cho tôi hay chồng mình mất, bà còn hỏi thêm: "Hiện đám con không tin Phật của tôi đang muốn lập tức thay y phục tắm rửa liền cho cha nó. Tôi phải làm sao đây?" Tôi nói: "Bà phải ngăn chúng lại ngay, vì ông nhà đã giáng sinh thế giới Cực Lạc, hiện ở quả vị trung phẩm trung sinh. Bởi nhờ lúc lâm chung, tâm ông không điên đảo, một lòng tha thiết niệm Phật nguyện giáng sinh Tây Phương, nên đã được chư Phật Bồ Tát đến rước về Lạc Bang rồi. Bà đừng để ông phải chịu ảnh hưởng theo kiểu thế tục thường tình. Linh cữu ông nên để ở nhà 4 ngày, ngăn cấm không cho đốt giấy tiền vàng bạc, thậm chí thời nào cũng không được khóc." Sau đó, tôi cùng các bạn đạo cư sĩ ở tại Phật đường, đồng niệm Phật lớn tiếng theo phương thức ngũ âm để hỗ trợ cho ông Dương. Âm thanh vang rền, lấn áp mọi tiếng ồn nơi phòng khách. Hôm đó, một người con trai không tin Phật của ông Dương thừa lúc rảnh rỗi cũng vào Phật đường tụng niệm theo, khiến tôi rất hưng phấn. Âm thanh niệm Phật chân thành cũng có thể giúp cảm hóa người mê đến với Phật đường. Tiếng niệm Phật nghe thật lớn, đúng là xuyên thấu trời cao. Đột nhiên, đằng cư sĩ hớn hở bảo mọi người: "Tôi thấy có nhiều Bồ Tát và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thần Đắp Ca Sa đều đang chắp tay đứng chung quanh chúng ta niệm Phật. Riêng Tây Phương Tam Thánh đứng ở phía trên, mỉm cười nhìn chúng ta, đồng phóng hào quang năm sắc phủ khắp, tỏa chiếu đến những người niệm Phật." Hôm đó trước khi ra về, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng đài sen của ông Dương đang bay lên trung phẩm thượng sinh. Về nhà rồi, tôi bèn gọi điện thảo luận cùng hai pháp lữ ở các nơi khác. Họ đều xác nhận là cũng thấy ông Dương đã thăng lên trung phẩm thượng sinh. Điều này khiến tôi càng phấn chấn thêm khi hiểu rằng tính tâm của người trợ niệm cũng gây ảnh hưởng lớn đến phẩm vị vãng sinh của người mất. Thế là tôi quyết tâm niệm lớn tiếng, dốc lòng tha thiết chí thành niệm Phật và giải thích cho mọi người hiểu. Ngay lúc đang niệm Phật phải nhiếp tâm chánh định, có lòng tin kiên cố để tạo ra nguồn hỗ trợ mạnh mẽ giúp ông Dương thăng lên phẩm vị cao hơn nữa. Mấy ngày sau, có rất đông con cháu ông Dương cùng vào Phật đường niệm Phật. Trưởng tử ông trong lúc trực đêm còn ráng tụng kinh Địa Tạng thêm cho cha. Mãi đến khi cáo biệt thi thể thì ông Dương đã thăng lên thượng phẩm hạ sinh. Thế là tôi khuyên mọi người trong vòng 49 ngày này hãy ráng sức vì ông Dương niệm A-di-đà Phật và tụng kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, cần phải hành trì liên tục để hỗ trợ ông thăng lên phẩm vị cao. Sở dĩ tôi viết câu chuyện này là mong chia sẻ kinh nghiệm quý giá có thực cùng độc giả.
ắt hẳn sẽ có người phê bình tôi thuyết giảng chẳng đúng pháp. Nhưng tôi tin chắc không nghi, bởi vì Phật từng thuyết, ứng hiện pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo. Do vậy mà tôi mạnh dạn kể lại tình huống Dương cư sĩ vãng sinh cho các bạn đồng tu tham khảo. Hy vọng sẽ có người thu được lợi ích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.